Được nghe nhạc piano từ trong bụng mẹ, theo học piano chuyên nghiệp tại nhạc viện, tham gia biểu diễn trong nhiều chương trình nhạc cổ điển phục vụ công chúng, giảng dạy và đào tạo nhiều thế hệ thành danh. Nghệ sĩ Đoàn Lê Thanh Tú còn nhận được niềm vui và hạnh phúc khi nhiều học trò của cô đã đạt được nhiều giải piano quốc tế trong 3 năm gần đây. Trong trường nhạc BACH, có một nghệ sĩ dương cầm tài hoa đã giúp cho nhiều tài năng trẻ piano tỏa sáng và vươn xa. Đây là những giải thưởng piano quốc tế mà các học viên trường nhạc BACH thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được tại các cuộc thi piano quốc tế danh giá tổ chức tại Áo, Hà Lan và Mỹ. Đằng sau thành tích đáng khâm phục này của những tài năng âm nhạc trẻ là tâm huyết, trí tuệ và công sức của nghệ sĩ, giáo viên piano Đoàn Lê Thanh Tú. Với nghệ sĩ Đoàn Lê Thanh Tú, piano không chỉ là sự kế thừa truyền thống gia đình mà còn là một lương duyên bền vững. Đối với Thanh Tú thì từ khi mà, có lẽ là từ khi sinh ra thì là trong nhà đã luôn luôn đã có tiếng đàn piano. Bởi vì các anh chị của Thanh Tú đều học piano thì ba cũng là một người chơi nhạc nên ba rất là đam mê âm nhạc. Thì ba cho các anh chị em là đều được chơi piano từ nhỏ. Ba Thanh Tú nói là thực sự là ba rất là yêu âm nhạc và ba mong muốn là có một người con được học trong nhạc viện. Thì Thanh Tú cũng cảm thấy là mình muốn biến cái ước mơ đó của ba thành hiện thực. Chính vì vậy mà Thanh Tú thi vào nhạc viện. Và có lẽ là cũng là có cơ duyên nên khi thi vào đậu và học thì từ khi bắt đầu vào học là Thanh Tú đã cảm thấy là chắc chắn mình sẽ chọn là con đường là âm nhạc. Đã tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, nhưng Đoàn Lê Thanh Tú đã trở thành nghệ sĩ và giảng viên với bằng cử nhân piano của Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Sự chuyển hướng này lại trở thành một định hướng cho con đường âm nhạc chuyên nghiệp mà pianist Đoàn Lê Thanh Tú đã thực sự thành danh. Sau khi mà hoàn thành cái việc học, thì Thanh Tú cũng có một cái may mắn là được trình diễn nhiều chương trình ở đài truyền hình. Và bên cạnh đó thì nguyên một loạt chương trình piano sinh diễn ở thành phố Hồ Chí Minh và cả ở Đà Lạt là quê hương của Thanh Tú, và được diễn piano ở Pháp ngay tại lãnh sự quán Mỹ tại Pháp cho những người làm việc trong lãnh sự quán Mỹ và những người Pháp và cộng với một số người Việt Nam đã trình bày những cái tác phẩm Việt Nam và tác phẩm Pháp để cho khán giả biết được về âm nhạc Việt Nam. Đàn piano của nghệ sĩ Đoàn Lê Thanh Tú đã truyền đến cho người thưởng thức những cảm xúc đặc biệt qua các tác phẩm kinh điển của phương Tây. Nhưng cùng ý tưởng với người bạn đời của mình là tiến sĩ, nhạc trưởng Nguyễn Bách, pianist Đoàn Lê Thanh Tú đã trình diễn rất thành công những bài piano Việt Nam, trong đó có bài Lý Cây Bông. Bài Lý Cây Bông thì được anh Nguyễn Bách là viết theo cái hình thức là rondo. Đối với cái hình thức này thì giữa những cái đoạn nó chuyển thì nó có cái màu sắc rất là mới lạ, phong phú. Nên mặc dù là cái giai điệu nghe quen thuộc là Lý Cây Bông, nhưng mà qua mỗi đoạn thì âm nhạc nó sẽ xuất hiện một cái màu sắc mới mẻ. Cái bài đó nó cũng làm cho mình liên tưởng là mỗi người đều có thể là giống như là một cái bông hoa. Mình có thể dùng âm nhạc hoặc dùng bức kể một cái gì đó đẹp của tâm hồn mình để làm cho cái cuộc sống này nó đẹp hơn.
với một pianist thì khi trình bày một tác phẩm, mình sẽ tưởng tượng ra riêng cái câu chuyện của mình, mình đặt cái cảm xúc của mình vào và mình diễn tả cái tác phẩm đó như thế nào để mình mang lại cho khán giả nghe cái cảm giác là nó gần gũi nhất và cảm giác là người ta hiểu được cái tác phẩm đó, hiểu được cái đẹp của âm nhạc. Pianist Đoàn Lê Thanh Tú cùng với các cộng sự và học trò, với sự sắp xếp của tiến sĩ nhạc trưởng Nguyễn Bách, đã đưa tiếng đàn piano đến với nhiều đối tượng khán thính giả Việt Nam qua chương trình Piano Sing do trường nhạc BACH tổ chức rất thành công trong suốt 10 năm qua. Tiếng dương cầm thanh tú đã đem đến niềm vui cho bao người trong niềm hạnh phúc của các nghệ sĩ độc tấu và hòa tấu piano. Mình thật sự là rất là may mắn vì mình được sống với chính cái nghề mà mình yêu thích. Không chỉ là mình chỉ yêu âm nhạc, đơn giản là yêu âm nhạc, nhưng mà mình lại sống được với cái nghề âm nhạc, mình có thể truyền đạt lại được cho những thế hệ sau. Là lá nhỏ lại thì mới đổi lên được cái giai điệu ở phía trái nha. Khi mà mình đi học và mình muốn đạt thành tích tốt thì không chỉ dựa trên cái nỗ lực của bản thân mà mình còn phải gặp được giáo viên tốt, và cô Tú là một giáo viên như vậy. Cô dạy con cách ăn nói, rồi từ cách mà đi rồi đặt tay lên đàn, rồi cách chào hỏi, mà lên trên sân khấu mình có thể tự tin hơn. Cô đã rất là ân cần, dịu dàng và rất là kiên nhẫn với con. Thì cô dạy con để con đạt được những cái thành tựu. Những tinh hoa trong âm nhạc piano mà nghệ sĩ Đoàn Lê Thanh Tú biểu diễn phục vụ công chúng đã được truyền đạt cho nhiều thế hệ học viên. Chính học trò đã tạo thêm năng lượng và sự sáng tạo trong nghệ thuật piano cho Thanh Tú và cũng là những nghệ sĩ tiếp nối của chương trình Piano Sing. Cái cảm xúc ấn tượng nhất của mình đó là lần đầu tiên ở tại sân khấu tại Nhạc viện thành phố thôi. Khi mà con mình được lên đàn cùng cô một cái tác phẩm lớn là mình cảm thấy rất là hãnh diện, rất là xúc động rồi. Và những cái giải thưởng khi mà cô lên để cùng với con của mình để mà chụp hình lưu niệm ở những cái sân khấu quốc tế đó, thì mình cảm thấy là thật sự là mình rất là biết ơn và muốn nói lời cảm ơn đến thầy cô rất là nhiều. Cô Tú rất là tận tâm và thực sự cô rất là hiểu tính cách của từng bé một, và cái cách cô dạy từng bé nó cũng khơi dậy được cái niềm đam mê âm nhạc ở bé. Cảm ơn tới thầy cô trường Bách, đặc biệt là cô Tú, thầy Bách là những người tạo cho con được cái động lực, và con rất là chịu khó tập luyện để mà đạt được những cái thành quả như ngày hôm nay. Từ năm 2017 đến năm 2019, 40 học viên của trường nhạc BACH đã đạt được giải thưởng cao trong các cuộc thi piano quốc tế nổi tiếng thế giới, được tổ chức tại Áo, Hoa Kỳ và Hà Lan. Tài trí và công sức của người thầy nghệ sĩ Đoàn Lê Thanh Tú đã truyền cảm hứng cho những nỗ lực của học viên để tiếng dương cầm Việt Nam được lan tỏa khắp mọi nơi. Thực ra đối với lại một người giáo viên như Thanh Tú thì cảm nhận là khi làm cho học trò yêu thích âm nhạc là mình đã hạnh phúc rồi. Khi học trò đàn một cái bài nhạc mà mình cảm thấy là học trò đàn hay, đàn tốt và cảm thấy thả hết hồn, mà học trò nó rất là yêu âm nhạc, khi mà nó nói cô ơi con thích bài này quá, thích bài kia quá, cô dạy cho con, thì là Thanh Tú đã thấy hạnh phúc. Và đi xa hơn nữa là khi mà mình thấy cái sự nỗ lực của học sinh thì Thanh Tú cho học trò thử sức, và những cái giải thưởng đó thì khi học trò đạt được giải thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Và bên cạnh đó mình cũng cảm thấy là mình phải cố gắng hơn nữa để làm sao cho học trò càng ngày càng giỏi hơn, và làm cho học trò hiểu biết về âm nhạc và có cái đam mê và sẽ tập luyện nhiều hơn nữa để đạt được những cái kết quả tốt hơn. Mọi người đều cảm xúc trước một nghệ sĩ Thanh Tú yêu chân thành những giai điệu rất đẹp của piano,
và chị gieo tình yêu đó vào cuộc sống để những giá trị đích thực của âm nhạc khơi dậy những tình cảm đẹp nhất của mỗi con người. Nghệ sĩ piano Đoàn Lê Thanh Tú đã đi đúng một con đường duy nhất ngay từ khi chạm tay vào phím dương cầm đầu tiên, rung động với những giai điệu thâm trầm, sâu lắng từ những ngón đàn đầu tiên. Đến hôm nay và có lẽ cả trong tương lai, chị vẫn vững bước trên con đường này để tiếp tục được góp phần tô điểm thêm những vẻ đẹp cho cuộc sống tinh thần của công chúng.